Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố. Và lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn mình có một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay là ngày 31 tháng 8 2022, và hiện tại Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên, và cụ thể là Hải đang có mặt tại phía dưới đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao nhau với đường Đại lộ Lê Lợi. Thì khu vực này thì mọi người có thể thấy là chiều ngày hôm nay đã tiến hành tháo hết rào chắn và bây giờ để trả lại mặt bằng cho xe di chuyển phía bên ngoài cũng như là cho đi vào phía bên trong đấy mọi người. Thì khu vực này đã tiến hành tháo hết rào chắn để Hải quay cho cận cảnh cho mọi người cùng xem nha. Thì hiện tại bây giờ thời tiết Sài Gòn đang mưa nên nó cũng nhìn nó không được đẹp cho lắm chú anh chị. Thế còn bên chỗ Sài Gòn Center này lúc nào phải đêm cũng đẹp nha mọi người. Rất là đẹp luôn, về có hệ thống đèn chiếu sáng LED rất là đẹp. Thì ảnh hưởng đến mưa nên khu vực này không có người qua lại mọi người, rất ít người đi chơi khu vực này. Thì thường những ngày thường là rất là đông, nhưng mà đến hôm nay thì thời tiết Sài Gòn nó thất thường quá. Chiều nó mới mưa xong đến tối lại mưa nữa rồi. Thì không biết cô chú anh chị mình lễ này có đi chơi đâu không ạ? Hải thấy thì rất nhiều công ty người ta nghỉ lễ từ ngày mai đấy, nghỉ đến hết ngày Chủ nhật. Thì còn ở phía đường trên kia mọi người thì vẫn chưa tiến hành làm xong cái bồn hoa cái cảnh nhé. Thì mà ngày hôm qua thì mọi người có thể thấy là Hải đã cập nhật cho mọi người xem về quá trình kéo vạch tiêm đường và chia làn đường. Và ngày hôm nay thì Hải hơi bận một xíu nên buổi chiều không ghé quay được tuyến Metro tất cả mọi người xem, mà Hải tối ra đây quay mọi người cùng xem. Thì thời tiết nó lại mưa cũng rất là xấu, ảnh hưởng tới chất lượng video cũng như là âm thanh mọi người. Thì phía đường dưới từ đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đi lên đến đường Butter thì hôm nay vắng bóng rồi mọi người. Mọi hôm thì ở dưới đấy là các bạn trẻ rất là đông. Và phía bên dưới có đường phố đi bộ Nguyễn Huệ thì đang có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và không biết đang tổ chức sự kiện gì dưới đấy bên đấy nữa. Thì lát nữa nếu tạnh mưa thì Hải sẽ đi xuống bên dưới, nếu không tạnh thì Hải xin phép được hẹn mọi người ở một dịp khác nhé. Thì mọi người có thể thấy là từ khi trả mặt bằng ở khu vực này thì người dân rất là vui mừng mà. Rất là vui mừng luôn đấy mọi người. Khi được gần 8 đến 10 năm đấy là mới được trả lại mặt bằng ở khu vực này. Thì mọi người có thấy là khu vực này đang tiến hành rất nhiều nhà đang cho thuê mặt bằng đấy mọi người. Thì ở đến hình như cái nhà đang Hải đang ở đây là cho thuê nhà này. Đây mọi người, 0906 905 006 đấy mọi người, cho thuê căn nhà ở đây chắc cũng tháng cũng rất là nhiều tiền. Có một số du khách Tây thì rất thích trời mưa ấy, mọi người rất thích trời mưa ở Việt Nam. Thì mấy ngày nữa nghỉ thì Hải chỉ ở nhà thôi, thế nên Hải sẽ cập nhật cho tất cả các chú anh chị mình rất nhiều clip mới nha. Đây. Thời tiết Sài Gòn thì bắt đầu mưa nặng hạt đó mọi người. Thì Hải xin phép mời tất cả cô chú anh chị mình cùng đi lên đoạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao nhau với đường Phan Bội Châu nha. Thì lên trên đấy thì Hải có thể cập nhật những quá trình mới về hôm đấy nhé.
Và ở khu vực này thì cô chú anh chị và các bạn mình đã thấy khu vực này được trả mặt bằng hết đấy mọi người. Và đã những cái rào chắn thì để về phía bên trong cái vồn hoa rồi và đã thông đường cho mọi người và cho mọi người tất cả mọi người có thể lưu thông đường này, bỏ tất cả rào chắn ra đi ạ. Còn ở bên chỗ chậu hoa thì mọi người có thể thấy là cũng hoàn thiện rồi. Nhưng mà không biết là từ giờ đến ngày 2/9 có tiến hành trồng hoa ở khu vực đấy không. Và có cả biến chỉ dẫn đấy mọi người. Và hôm nay đã tiến hành lắp biến chỉ dẫn vào bên trong này rồi. Khu vực Hải An đứng là hiện tại là số 70 Lê Lợi mọi người. Thì khu vực này, nhà này đóng cửa vẫn chưa cho ai thuê khu vực đây. Thì Hải để ý thì khu vực này có một cái bóng đèn nó bị tắt, hay là không biết là người ta cố tình tắt đó mọi người. Ở đây này, cái bóng này thì có một bóng tắt còn một bóng sáng. Thì chiều nay Hải có việc đi qua đây một xíu thì thấy đang tiến hành bỏ hết cái rào chắn rồi. Thì đến tối nay thì Hải với ghé qua đây để quay cho mọi người cùng xem về quá trình trả mặt bằng ở đường Lê Lợi này. Thì mời mọi người xem một xíu đây, rồi lát nó sẽ đi lên phía bên trên đây nha. Hải cập nhật là mọi người, nếu mọi người có rảnh thì mùng 2/9 mình sẽ đi đến đầu nắp hầm Thủ Thiêm, sẽ có lễ hội kinh khí cầu ở đấy nhé. Sáng ngày mùng 2/9 khoảng 8 giờ là có lễ hội ở đấy, và Hải sẽ, nếu mà hôm đấy mà Hải mà có thời gian một xíu thì Hải sẽ quay qua cập nhật cho tất cả các chú anh chị mình cùng xem về quá trình ở đấy. Tối mai thì là chiều mai Hải sẽ qua đấy quay cho mọi người xem trước nhé. Thì năm nay thành phố Hồ Chí Minh thì như là không có bán pháo hoa mọi người. Đây, Hải quay cho mọi người xem cận cảnh những cái bồn hoa nha, nó thành như thế nào. Thì những cái bồn hoa này thì cũng được thiết kế giống như phía bên đường tất cả quý vị, quý chú anh chị. Thì cũng ốc cảnh sau đấy là mình trồng cây và trồng hoa phía bên trên thôi. Nhiều cô chú anh chị thì mình bảo là không sao không trồng cây lớn, thì bên dưới mọi người là tuyến metro, nên nó trồng cây lớn quá thì nó ảnh hưởng và bị nứt cái tuyến phía bên dưới. Thì mình xem một vòng cái này, mời tất cả các chú anh chị mình đi lên phía bên trên nha. Và phía bên này thì cũng tháo hết rào chắn nha mọi người, chỉ còn khoanh tròn một cái vòng xíu chỗ bùng binh Quách Thị Trang giao nhau với đường Lê Lợi thôi. Thì cũng sắp tới thì chuẩn bị trả mặt bằng ở khu vực đấy thôi mọi người. Thì Hải qua khu vực này cho mọi người cùng xem nha. Ở phía bồn cây ở đây thì mới được tiến hành đổ thôi, vừa tháo có pha thôi, chưa có ốp gạch như tất cả chú anh chị. Thì không biết là từ giờ đến chỉ còn có một ngày là chắc là không kịp đâu mọi người. Đây, khu vực này là tiến hành tháo hết những cái rào chắn ở đây rồi. Thì Hải xin cập nhật một xíu là về bên ngoài metro Hải Sứ Tiên cho mọi người. Thì Hồ Con Rùa thì sáng hôm nay đã tiến hành lễ khánh thành nhỉ? À quên, đúng là lễ khánh thành của Hồ Con Rùa nha mọi người. Thì nếu mà lát thời tiết nó mà tạnh đi thì Hải sẽ qua đấy quay cho mọi người. Không thì hẹn mọi người một ngày khác nhé. Còn ở phía bên chỗ bến Bạch Đằng mọi người rất là đẹp luôn đấy ạ, ở chỗ công viên đấy.
được trang trí rất là đẹp. Hôm bữa là Hải quay là mới được có mới khoảng 80% thôi, còn hôm nay thì đang tiến hành dựng thêm nữa rồi, chắc cũng sắp xong mọi người. Thì hẹn tất cả mọi người ở một video gần nhất thì Hải có thể cập nhật gửi tới tất cả chú anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì mưa Sài Gòn rất là lớn mọi cô chú anh chị, mọi người có thể nhìn thấy là phía bên này này, phía bên này nước rất là nhiều, đây trong cái chỗ bồn này, trong cây ấy, mọi người đã nhìn rất nước là nhiều. Thì cái lúc đi qua đây thì Hải không thấy không mưa, mà biết là lát bây giờ đã mưa, quên máu mưa đi, không biết lát về cái gì đấy. Thì ở phía bên chợ Bến Thành mà đối diện giếng trời mọi người, thì hôm nay thì máy móc cũng làm ít và được huy động xếp bên trong gọn, chắc là khá là gọn gàng, chắc là chuẩn bị để mà nghỉ lễ mọi người. Thì hôm nay mọi người thấy cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Đây là Hải quay cho mọi người quanh khu Bùng Binh Quách Thị Trang này nhé. Đây, càng ngày thì mưa càng lớn đó mọi người, khu vực này, và phía bên đây thì chỉ còn một ít, chỗ này là rào chắn đó, tất cả chú anh chị.
và video cập nhật những hình ảnh mới nhất của tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên ngày 31/8/2022 của hãng CFF được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn mình đã đón xem đến cuối video và hẹn tất cả mọi người ở một video mới. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn.